Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy để phần chân sạc của điện thoại Huawei Pixel 4XL nó nằm ở phía cuối đuôi máy như này. Được thiết kế dưới dạng Type-C hoàn toàn mới. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc pin của điện thoại Huawei Pixel 4XL, sạc pin lúc được lúc không, sạc báo ảo, sạc không kết nối được máy tính. Là dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần chân sạc của điện thoại Huawei Pixel 4XL đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Huawei Pixel 4XL nói chung và phần chân sạc, cáp chân sạc của Huawei Pixel 4XL nói riêng tới mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc, sửa lỗi không nhận chân sạc trên điện thoại Huawei Pixel 4XL. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vì các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.